Cùng nhau chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta có đầy đủ nam phụ lão ấu hiện diện trước cái tòa lãnh sự của cộng của Trung Cộng, của Tàu Cộng để phản đối cái tham vọng bá chủ Biển Đông, cái tham vọng mà đòi xâm lăng các nước nhỏ hơn ở trong vùng, chẳng hạn như Việt Nam chúng ta. Vì thế cùng với tất cả mọi người, những người Việt Nam yêu nước đang sống tại hải ngoại này, chúng tôi tổ chức Lương Tâm Công Giáo cùng sát cánh với quý vị trong các công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm cũng như chống bọn cộng sản Việt Nam hèn với giặc, ác với dân. Chúng tôi mong rằng những cái tinh thần yêu nước ngày hôm nay sẽ mỗi ngày mỗi phát triển hơn lên. Chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết trước cái tai họa ngoại xâm, trước đại họa mất nước mà quốc gia Việt Nam của chúng ta đang đối mặt. Chúng tôi mong rằng những lần biểu tình sau sẽ có đông đảo hơn, sẽ có sự tham gia của nhiều giới, của mọi giới trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và tất cả những gì có thể làm trong khả năng của mình thì chúng ta sẽ làm để bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ, để sát cánh với đồng bào trong nước, sát cánh với những chiến sĩ dân chủ, với những nhà báo, những blogger, những nhà lãnh đạo tôn giáo hiện đang đấu tranh chống quân xâm lược và chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn chị Cao Thị Tình. Thưa quý vị, nêu gương thiện nhân, nêu gương Hai Bà Trưng cũng như Trưng Nữ Vương, Chữ Nữ Vương đã nói là tôi muốn đạp lòng làng chống nhữ để mà tiêu diệt quân mê xâm lược. Hôm nay chúng ta có sự tự diện của Hội Phụ Nữ Việt Nam Bắc Cà Lê trong chấp nhận đến đời chị Quý Tinh Hồ. Cảm ơn chị.